vị đang cùng đến với lớp học vui nhộn Gieo Vần Đoán Ý, được phát sóng vào lúc 19:15 mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị, đây là hai học viên rất đặc biệt. Xin được giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay, cùng chào đón Quỳnh Lý và Đăng Quân. Chào hai bạn. Dạ, chào ơi. Em giới thiệu đôi nét dạ. Mình đi Quỳnh Lý. Dạ, xin chào quý vị khán giả của chương trình Gieo Vần Đoán Ý. Mình tên là Quỳnh Lý và ngày hôm nay rất vui khi được đến đây để cùng chơi với lại anh Quân và được gặp MC đặc biệt của chúng ta, MC Nguyên Khang. Cảm ơn Quỳnh Lý, nhìn em phát ra khí chất của một con người hiền lành, tốt tính. Dạ. Vâng, xin chào Đăng Quân. Đăng Quân giới thiệu đôi nét của mình. Em chào thầy, chào bạn cùng chơi cũng như là chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Gieo Vần Đoán Ý. Mình là Đăng Quân Pino ạ. Cảm ơn Đăng Quân. Dạ. Cảm ơn tụi em, mời tụi em về chỗ. Dạ, cảm ơn thầy. Thưa quý vị, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là Hà Nội. Vòng 1 đó là ngôn từ đa sắc. Trước khi đến với phần thi tài, cho thầy hỏi ai ở đây đã đi Hà Nội? Là em. Dạ. Dạ em cũng có đi Hà Nội. Em cũng có đi Hà Nội. Dạ. Tụi em có đi Hà Nội nhiều chưa? Dạ em đi chắc cũng một năm một lần ạ. Một năm một lần. Dạ, vậy là em cũng em có điều kiện đó chứ. Về thăm quê. À, dạ. Vậy à? Hay là về quê à? Dạ vâng ạ. Anh người Hà Nội à? Thật ra thì em không phải là người Hà Nội nhưng mà em thì lớn lên ở Hà Nội. Dạ, em thì là gốc ở Bắc Ninh, cũng gần Hà Nội. Cũng gần Hà Nội, dạ, đi chừng một tiếng là đến dạ, rồi. Đúng rồi. Chính xác. Còn Lý thì sao lại ra Hà Nội? Dạ, khoảng vài năm gần đây thì em có ra Hà Nội cũng một năm một lần. Tuyệt vời quá. Như vậy thì ngày hôm nay chủ đề là đúng ý tụi em rồi. Đúng ý hả thầy? Đúng ý có nghĩa là sao? Mình phải ghi điểm nha. Dạ. Mình phải trả lời hết tất cả những câu về Hà Nội. Thưa quý vị, đây là hai người biết về Hà Nội rồi, cho nên tôi nghĩ đề hôm nay là giỡn như chơi. Cho nên chắc chắn là điểm phải cao. Yeah. Vòng thi của chúng ta, vòng 1 tên là ngôn từ đa sắc. Lúc này đây chúng ta có hai thử thách. Thử thách 1 đó là nhanh tay lẹ mắt. Trên màn hình của chúng ta sẽ là những ô chữ. Các bạn sẽ có thời gian 2 phút để suy nghĩ và viết ra đáp án trên bảng của mình. Chúng ta sẽ viết 5 địa danh hay công trình nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Với mỗi đáp án đúng, chúng ta sẽ ghi được cho mình 10 điểm thưởng. Chúng ta có tối đa là 50 điểm. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Chúng ta ghi ra 5 đáp án này nha. Lưu ý là chúng ta chỉ cần ghi 5 đáp án thôi nha. Ghi dư sai là bị trừ điểm đó. Rồi, thời gian đã hết. Mời các bạn. Xin mời Quỳnh Lý đọc 5 đáp án của mình. Dạ chữ em xấu quá. Thầy đợi xấu em thiệt. Đợi em xíu em nghiệm lại thầy. Em ghi gì em còn không. Không, không có thời gian để nghiệm đâu ạ. Dạ dạ dạ. Đây là cầu Long Biên. Vâng. Chợ Đông Ba. Vâng. Chùa Một Cột. Rồi. Chợ Đồng Xuân. Rồi. Cố đô Hoa Lưng. Vâng. Tiếp tục xin mời Đăng Quân. Mời Đăng Quân đọc 5 đáp án của mình ạ. Của em là cầu Long Biên ạ. Cầu Long Biên. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vâng. Sông Hương. Sông Hương. Chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ. Nhà thờ con gà. Nhà thờ con gà. Tuyệt vời. Tôi có hai người học trò rất đáng tự hào. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng giao bảng đi ạ. Đáp án đầu tiên, cầu Long Biên, chùa Một Cột, chợ Đồng Xuân. Hai cái đáp án thì cố đô Hoa Lư là không đúng rồi. Cố đô Hoa Lư nó nằm ở Ninh Bình. Nên cho hỏi chợ Đông Ba nó nằm ở đâu? Chợ Đông Ba thì em lại không biết nó ở đâu nên là em sẽ không đi vô. Chợ Đông Ba thì xin được thưa với bạn là nó nằm ở Huế. Chợ Đông Ba, cầu Tràng Tiền thì nằm ở Huế. Có cái chợ Đồng Xuân là đúng. Và vì vậy chúng ta xin được tổng kết số điểm như sau. Quỳnh Lý có 3 đáp án chính xác được 30 điểm. Đăng Quân có 2 đáp án chính xác được 20 điểm. Xin mời. Nhân tiện thì tôi cũng muốn kiểm tra về kiến thức địa lý, sử học, danh lam thắng cảnh của hai người học trò mới đến lớp này. Quỳnh Lý, em hãy cho thầy biết cầu Hiền Lương ở đâu. Cầu Hiền Lương á thầy? Dạ em nghĩ đâu đó là ở khúc miền Trung Trung. Trung hả thầy hả? Cầu Hiền Lương một địa danh rất nổi tiếng. Dạ thầy. Nó nằm ở Quảng Trị. Dạ. Quảng Trị. Quảng Trị. Và thưa quý vị, cầu Hiền Lương thì như chia sẻ đó là di tích quốc gia cấp đặc biệt, là ranh giới phân chia của miền Bắc và miền Nam 1954 đến 1975. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị một số cái địa điểm khá là đặc biệt. Ví dụ như quý vị thấy có ô Quan Trưởng ở đây thì nó nằm ở Hà Nội là đúng mà không thấy ai ghi vô hết. Ô Quan Trưởng nằm ở một con phố thuộc phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Đây là một địa điểm nếu mà bạn đến của Hà Nội thì nhớ ghé chỗ này. Bán nhiều đồ ăn ngon lắm. Tiếp theo, làng cổ Bích La là một ngôi làng cổ truyền thống ở Nghệ An, Việt Nam. Hồ Tịnh Tâm
Chùa Thiên Mụ là hai địa danh nổi tiếng của xứ Huế. Phố cổ Đồng Văn là nằm ở Hà Giang, Việt Nam, là một địa điểm kiến trúc rất là nổi tiếng. Nếu bạn có đến Hà Giang thì đến chỗ này nhé. Và như vậy, trong phần thi khởi động vừa rồi, các bạn chỉ mới vượt qua được một vài chướng ngại vật của chúng tôi thôi. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với thử thách thứ hai, đó chính là so tài đối đáp. Ở phần này thì chúng ta sẽ làm thơ nha tụi em. Chúng ta sẽ làm đoạn thơ lục bát, gồm một câu lục và một câu bát. Cách thức gieo vần như sau: chữ thứ 6 của câu lục phải gieo vần với chữ thứ 6 của câu bát. Các em làm 3 đoạn thơ liên quan đến chủ đề về Hà Nội, liên quan chủ đề Hà Nội. Bạn nào làm xong, bạn kia tiếp tục đọc. Tôi thấy đoạn thơ nào hợp lý nhất, lọt lỗ tai nhất, cảm xúc nhất thì người đó là người giành chiến thắng, được cộng 30 điểm. Người còn lại không được cộng điểm. Nghe em rõ chưa? Dạ. Cố gắng quyết tâm nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 5 phút để sáng tác thơ. Bắt đầu. Chúng ta còn lại 3 phút. Còn lại 2 phút. Khi nào còn 1 phút thì báo em nha. Để làm gì em? Dạ để em ngẫm là cho em viết cái gì. Viết xấu quá thì ơi. Hết giờ. Xin mời người sẽ bắt đầu trước là người có số điểm thấp hơn. Mời anh đi. Khi đọc Hà Nội 36 phố phường, chơi không biết mệt, trên đường ngát xanh. Chơi không biết mệt, trên đường ngát xanh. Cũng được. Em cảm ơn thầy. Dù thơ không hay lắm nhưng mà tôi thấy cũng có vần. Có vần. Vâng. Xin mời Quỳnh Lý. Dạ thưa thầy, câu thơ của em như sau: Hà Nội 36 phố phường, có chùa một cột, có trường tôi thương. Sao mà tụi em cứ 36 phố phường không mà tụi em làm khác nhau đi à? Mời Đăng Quân. Câu tiếp theo của em là: một chiều dạo mát Hồ Tây, xanh xanh nước biếc, đắm say lòng người. Được, tay với ai? Hà Nội chiến tích Hùng Anh. Vâng. Loa thành hình ốc là thành Thục Dương. À, rồi. Yeah. Cảm ơn bạn. Mời bạn. Dạ, câu cuối cùng của em là: ai về Hà Nội cùng ta, có về thì ghé Đống Đa nhà mình. Tại vì nhà em là người sẽ ở Đống Đa. Dạ vâng, em theo phần cùng ta với Đống Đa. Vâng, mời em. Mùa thu hoa sứ thơm hương. Ừ. Dạ. Mùa đông thì lạnh sương sương thôi à. Rồi. Qua phần làm thơ thì tôi đánh giá khả năng làm thơ của các em cũng ở mức khá là ổn. Yeah. Đúng không ạ? Tuy nhiên, để chấm điểm ai là người giành chiến thắng thì bây giờ tôi sẽ cho một cái câu 6 và các bạn sẽ nhấn chuông để đưa ra câu 8. Yeah. Ai là người làm câu 8 hay hơn, người đó sẽ là người giành chiến thắng, nhận được 30 điểm. Yeah. Người còn lại không có điểm. Được không ạ? Yeah. Hà Nội trời chuyển sang thu. Hà Nội trời chuyển sang thu. Dễ ha. Chữ U này dễ. Xin mời Quỳnh Lý. Rồi ba. Bạn xong trước mà. Em thường người xong trước là cái người có dấu ấn mạnh lắm á. Đúng rồi. Hà Nội trời chuyển sang thu. Dạ. Hà Nội trời chuyển sang thu. Áo len khăn ấm thầy U tặng mình. Trời hay quá. Hay quá. Gia đình rất yêu thương nhau nha. Thầy U tặng mình. Cảm ơn. Cảm ơn thầy. Ba Lý xin mời Đăng Quân. Hà Nội trời chuyển sang thu. Hết giờ. Như vậy trong phần thi này, người giành chiến thắng chính là Quỳnh Lý. Chúc mừng Quỳnh Lý và được cộng 30 điểm, tổng điểm 60. Như vậy tổng điểm như sau: Quỳnh Lý được 60 điểm, Đăng Quân 20 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo của chương trình Gieo Vần Đoán Ý. Quý vị đang cùng quay trở lại với Gieo Vần Đoán Ý và vòng thi thứ hai ngày hôm nay cùng với hai học sinh đặc biệt của lớp học chúng tôi. Đây là những học sinh có tài, có đức, bề ngoài. Và cả hai đều là những nhân tố tiềm ẩn, những gương mặt học sinh nổi trội. Thì ngay bây giờ đây thì cả hai sẽ bước vào vòng tiếp theo với tên gọi giải mã ngôn từ. Mời hai em ra đây. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta có hai cái trụ. Dạ. Yeah. Nhiệm vụ của tụi em là chúng ta sẽ quăng vòng vào trong hai cái trụ này. Người nào quăng được hai cái vòng vào cái trụ trước thì được trả lời câu hỏi của chúng tôi. Tôi sẽ đưa ra những cái gợi ý và các bạn sẽ đưa ra cái đáp án. Nếu trong trường hợp đưa ra đáp án không chính xác thì người còn lại sẽ tiếp tục quăng vòng. Khi nào quăng đúng hai cái vòng thì sẽ được quyền trả lời. Trả lời đúng được cộng 20 điểm. Trả lời sai sẽ không có điểm. Các bạn rõ chưa? Dạ rõ. Em sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Và bây giờ câu hỏi của tôi với những từ khóa gợi ý như sau: đây là một công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu ở thủ đô, nơi giới trẻ Hà Nội thường ra uống trà chanh chém gió hết. Lỡ hết dòng rồi sao thầy? Lỡ vô trực tiếp xin chúc mừng Quân. Địa điểm là? Thưa thầy, đó là nhà hát thành phố. Sai.
Chưa chính xác. Dạ vô. Xin mời Quỳnh. Dạ thầy, đó là nhà thờ ở ngay phố cổ. Nhà thờ gì ạ? À? Nhà chữ. Thờ lớn ạ. À. Chính xác, chúc mừng bạn được cộng 20 điểm. Thưa quý vị, nhà thờ lớn là một trong những công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu ở thủ đô Hà Nội. Câu hỏi tiếp theo, đây là một món ăn rất đặc trưng của Hà Nội và từng gây cơn sốt ở thành phố Hồ Chí Minh. Hết. Ghê à? Dạ, quá trời. Bạn. Dạ, thưa thầy. Đó là bún chả Hà Nội. Đó là một đáp án chưa chính xác. Ủa? Xin mời. No. Thầy có một cái mẹo nào cho bọn em? Xin mời em. Dạ thầy, là ngan cháy tỏi ạ. Đó là đáp án chưa chính xác. Xin mời Quân. Thầy. No. Xin mời Quân. Em thưa thầy, đó là bún đậu mắm tôm. Chính xác, được cộng 20 điểm. Chúc mừng bạn. Cái món mà gây sốt ở thành phố Hồ Chí Minh làm gì có ngan cháy tỏi sau này nữa. Ngan cháy tỏi sau này. Vâng, nào nhanh lên nào. Như vậy Quân đã được cộng 20 điểm. Câu tiếp theo, đây là một loại quả rất đặc trưng của Hà Nội, có vị chua, thường dùng làm nước giải khát hoặc lẩu. Wow. Dạ bạn. Dạ nước sấu ạ. Nước sấu, nhưng mà quả sấu. Quả sấu chính xác, chúc mừng bạn được cộng 20 điểm. Đặng Quân cố lên nha. Nè Quân. Câu tiếp theo, đây là tên của một con phố chuyên bán đồ trang sức kim loại quý rất nổi tiếng ở Hà Nội. Hết. Xin mời. Phố Hàng Bạc ạ. Phố Hàng Bạc chính xác, cộng 20 điểm. Chúc mừng bạn. Câu cuối cùng của chúng ta như sau, đây là một món ăn rất đặc trưng của Hà Nội. Món ăn này được nấu bởi gạo nếp dẻo thơm phủ đậu xanh và hành phi giòn. Hết. Xin mời em. Dạ thưa thầy, đó là xôi xôi gì ta, xôi xéo. Chính xác, chúc mừng bạn được cộng 20 điểm. Vâng, thưa quý vị, với phần trả lời rất thông minh vừa rồi thì Quỳnh Lý, bạn có được 4 đáp án chính xác và tổng số điểm của bạn là 80 điểm. Còn với 60 điểm, bạn có 140 điểm. Xin chúc mừng. Yeah. Wow. Đăng Quân có vẻ hiền hơn nên Đăng Quân chỉ có một đáp án chính xác. Bạn được cộng 20 điểm, tổng điểm 40. Hiện giờ thì khoảng cách của cả hai là 100 điểm. Quỳnh Lý có muốn nói gì với Đăng Quân, người đang có một khoảng cách rất xa với bạn hay không? Em chỉ muốn khuyên Quân là nên cố gắng hơn. Tuyệt vời. Chúng ta vừa khép lại vòng 2 của chương trình Gieo Vần Đoán Ý. Quý vị đang cùng quay trở lại với Gieo Vần Đoán Ý. Vòng thi thứ 3 là vòng thi quyết định người sẽ giành chiến thắng. Ở vòng 3 này chúng ta cùng đến với phần thi Biết Người Biết Ta. Trên màn hình của chúng ta sẽ là 15 ô chữ hàng ngang tương ứng với 15 câu hỏi, và chúng ta chỉ có duy nhất một ô chữ hàng dọc. Các bạn sẽ thứ tự tuần tự của mình để lựa chọn ô và trả lời. Với một câu trả lời đúng hàng ngang, các bạn sẽ được cộng 10 điểm. Câu trả lời không chính xác, người chơi còn lại sẽ được quyền trả lời. Trong số những câu hỏi hàng ngang này sẽ có một số câu hỏi may mắn, có nghĩa là các bạn không cần trả lời nhưng vẫn được cộng điểm và được tặng cho một chữ cái của chương trình. Và người nào nhấn chuông trước, trả lời trước ô chữ hàng dọc và trả lời đúng được cộng 200 điểm. Và đây là số điểm rất cao giúp cho bạn có thể giành được chiến thắng. Các bạn có thắc mắc gì không ạ? Dạ không ạ. Không ạ. Rồi, bây giờ thì người nào có số điểm thấp sẽ là người bắt đầu trước. Vẫn là chủ đề về Hà Nội. Xin mời bạn Đăng Quân. Dạ, em xin chọn hàng ngang số 1 ạ. Hoàn thành bài ca dao sau: chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người... Dạ, em xin trả lời luôn đúng không? Vâng. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an. Chính xác, chúc mừng bạn. Rất giỏi, mình được cộng 10 điểm. Thưa quý vị, Tràng An là một cách gọi khác không chính thức của Kinh Thành Thăng Long, tức là Hà Nội ngày xưa. Và đây là bài ca dao khẳng định được sự thanh lịch tao nhã của người dân Hà Nội xưa qua cách ứng xử của người dân Kinh Đô. Và nét đẹp truyền thống ấy cũng vẫn còn được lưu giữ tới ngày nay. Qua nhiều thế hệ thì chúng ta thấy là ông bà vẫn cố gắng duy trì dạy dỗ con cháu để giữ gìn cái nếp sống và truyền thống ăn nói thanh lịch và tao nhã này. Bây giờ xin mời bạn Quỳnh Lý. Dạ thưa thầy, em xin chọn số 8. Số 8, chọn hoàn thành câu ca dao sau: rủ nhau xem cảnh xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. Mời bạn. Cái gì đó mà có chữ ùa. Rủ nhau xem cảnh. 5 4 3 2 Cụ rùa.
xem cầu, thề Húc xem chùa Ngọc Sơn. Rủ nhau xem cảnh cụ rùa. Thật ra thì đúng là địa danh đó rồi, nhưng không phải là từ đó à? Vâng. Xin mời bạn. Thưa thầy là rủ nhau xem cảnh kiếm hổ, xem cầu Tây Húc, xem chùa Ngọc Sơn. Chính xác chứ bà này, quá vậy. Vâng. Thưa quý vị, rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Tây Húc, xem chùa Ngọc Sơn, đài nghiêng tháp bút chưa mòn, hỏi ai gây dựng nên non nước này. Một bài ca dao đã nhắc về những địa danh nổi tiếng như là kiếm hồ, Tây Húc, Ngọc Sơn, đài nghiêng tháp bút, và đó ghi nhớ công lao xây dựng và bảo vệ đất nước. Như vậy là bạn Đăng Quân được cộng 10 điểm, tổng điểm 60. Dạ. Em có bị trừ gì không thầy? Em không bị trừ điểm. Dạ, cả trăm. Em phải cố gắng lên nha. Quân ạ, à, mời Quân. Dạ vâng, em xin chọn hàng ngang số 7 ạ. Đây, một câu về ăn uống. Tên một loại thức uống nóng đặc trưng của Hà Nội, mời em. Dạ, em xin trả lời đó là cà phê trứng. Chính xác, chúc mừng bạn được cộng 10 điểm. Cà phê trứng, em đã uống cà phê trứng bao giờ chưa? Dạ, em chưa. Cà phê trứng bây giờ cũng đã vào thành phố Hồ Chí Minh rồi. Dạ. Cũng rất là đặc biệt. Cà phê trứng là một món cà phê độc đáo, là niềm tự hào của người dân thủ đô. Dạ. Loại cà phê này đã được nhiều nơi làm theo, nhưng vẫn không thể có vị đặc biệt như Hà Nội được. Và như vậy bạn được cộng thêm 10 điểm nữa, tổng điểm 70. Xin mời Quỳnh Lý. Dạ thầy, nếu vậy thì em mạnh dạn chọn số 10 ạ, cho nó dài hẳn đây. Số 10, chọn. Tên một tập tùy bút nổi tiếng của nhà văn Thạch Lam về Hà Nội. Hà Nội gì ạ? À? Và điều đặc biệt nó nói đến đặc trưng một con số liên quan đến Hà Nội. Khi nhắc đến Hà Nội, bạn sẽ nhắc gì? Dạ, Hà Nội 36 phố phường. Chính xác, chúc mừng bạn được cộng 10 điểm. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, dạ. Thưa quý vị, tập bút ký nổi tiếng của nhà văn Thạch Lam được tập hợp lại từ những bài viết in trên báo sau khi ông qua đời. Tập bút ký chủ yếu viết về chuyện phố, chuyện phường, đời sống dân sinh và đi sâu vào những thức quà chỉ riêng nơi đây mới có, và giúp người đọc hiểu rõ hơn về thủ đô Hà Nội xinh đẹp và nổi tiếng. Xin mời Quân. Dạ, em xin chọn ô số 9 đi ạ. Số 9, chọn. Rất là ô may mắn. Xin chúc mừng bạn, bạn được cộng 20 điểm. Quân được có một chữ cái cho ô của bạn, đó là chữ ô số 9. Quân ơi, vâng. Mình bạn bè cho coi chung được. Sao cho được. Để cho ô may mắn là được. Ô nào may mắn. Thầy biết thầy mát á, thầy biết thầy la đấy. Dạ, số 13, 7 chữ ạ. 13. Hoàn thành lời bài hát Hà Nội 12 mùa hoa của nhạc sĩ Giáng Son dưới đây. Mùa hoa sữa rơi tháng 9 nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tím biết thạch thảo, rực rỡ cuối đông chấm chấm ven sông. Tôi yêu những sắc hoa. A. Cải vàng. B. Bông lúa. C. Hoa hồng. Cải vàng ạ. À. A. Cải vàng. Và đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng bạn, tôi cộng 10 điểm. Rất dễ đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ô tiếp theo. Xin mời Đăng Quân. Và em xin chọn hàng ngang số 2 đi ạ. Số 2, chọn. Tên một làng nghề làm cốm nổi tiếng ở Hà Nội. Thôi mày, câu này khó nha. Làng cốm luôn hả? Làng gốm thì em biết chứ làng cốm là em chịu. Hà Nội có cốm gì nổi tiếng? Cốm dẹp màu xanh xanh đúng không thầy? Vâng. Có làng tên của một làng cốm rất nổi tiếng. Cốm gì ạ? À? Phố Hoàng Thiết á, có bánh lăng rồi. Cốm làng gì ạ? À? Câu này em xin được nhường cho bạn ạ. À. Thật ra là do em không biết em mới nhường thôi. Dạ thưa thầy. Em tốt bụng gì đâu. Dạ thưa thầy, bạn mình... nhường nhưng em không nhận. Em trả lại. Em hãy chứng minh cho bạn biết khả năng kiến thức của em đi nào. Dạ. Đại đi, đại một làng nào đấy đi. Thầy sẽ cho em cơ hội để em chứng minh được sự tiềm ẩn trong con người của em. Wow. Đây là tên của một cái làng. Một cái làng. Mà cái làng có 4 chữ cái. Làng 4 chữ cái hả thầy hả? Nhiều thế ạ? Vâng. Tên của một loại trang sức mà phụ nữ thích đeo. Phụ nữ thích đeo cái gì ạ? À, dây chuyền. 4 chữ. Vòng. Chính xác. Cốm gì ạ? Dạ, cốm làng vòng ạ. Chính xác, chúc mừng em đã chứng minh được khả năng tiềm ẩn trong con người của em rồi. Dạ. Thưa quý vị, đó là cốm làng vòng. Vâng. Cốm là một thức ăn được làm bằng cách rang lúa nếp còn non, sau đó đem giã và sàng sạch vỏ trấu. Cốm làng vòng là một đặc sản của nền ẩm thực Việt Nam. Đây là một sản phẩm đặc trưng của làng vòng ngày trước có tên là Thôn Hậu, thuộc xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, nay thuộc phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Và bây giờ xin mời Quỳnh Lý. Dạ, em xin chọn số số 4 ạ. Số 4, chọn. Hoàn thành đoạn thơ dưới đây trong bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Người... đầu không ngoảnh lại,
sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Chính xác, chúc mừng em, quá dễ đúng không ạ? Chúc mừng bạn đã có câu trả lời chính xác và được cộng 10 điểm nữa. Thưa quý vị, đây là bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, rất là nổi tiếng, kể về câu chuyện của nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã phải rời Hà Nội vào những năm của cuộc kháng chiến chống Pháp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo. Em chọn số 3 đi ạ. Số 3, chọn. Dưới thời Lý Trần Hậu Lê, thủ đô Hà Nội có tên gọi là gì? Quá dễ. Đây là ô chữ gồm có hai từ. Hai từ. Trong đó nó là sự kết hợp của chín chữ cái. Đó là Long. Chính xác, chúc mừng bạn. Quý vị, Thăng Long là tên gọi cũ của Hà Nội và đây là kinh đô của nước Đại Việt dưới thời Lý Trần và Hậu Lê. Chúng ta sẽ tiếp tục, xin mời Quỳnh Lý. Dạ, em xin chọn số 6 ạ. Số 6 chọn. Đây là ô chữ may mắn. Xin chúc mừng Quỳnh Lý, bạn được cộng 20 điểm và không cần phải trả lời, bạn sẽ có được một chữ cái, bạn có 200 điểm. Xin mời bạn, đáp án của bạn là? Câu này thì rất là nổi tiếng của người Hà Nội ạ. Nghìn năm văn hiến. Nghìn năm văn hiến, và đó là một đáp án. Chính xác, chính xác, xin chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta cũng có thể biết là Hà Nội là một thủ đô có lịch sử ngàn năm. Dạ. Văn hiến là truyền thống văn hóa lâu đời về tính dân tộc, về tính lịch sử. Và nhắc đến Hà Nội thì chúng ta nghĩ ngay đến một cái thủ đô của một đất nước có chiều dài về lịch sử, văn hóa và kinh tế, cũng như là nơi hội tụ của kết tinh của những giá trị văn hóa tuyệt vời nhất của Việt Nam. Dạ. Chính vì vậy mà chúng ta đã có những cái sự kiện ví dụ như là ngàn năm Thăng Long để mà đánh dấu một cái chặng đường của Hà Nội đã trải qua cả ngàn năm lịch sử. Và như vậy thì cái cụm từ nghìn năm văn hiến là để thể hiện về cái truyền thống văn hóa hào hùng của đất nước. Xin được chúc mừng Đăng Quân, bạn đã có được 200 điểm và giành được chiến thắng chung cuộc. Xin mời Đăng Quân và Quỳnh Vy đây. Kính thưa quý vị, lớp học ngày hôm nay của chúng ta thật thú vị khi mà nó là một cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được chúc mừng bạn đã trở thành á quân của chương trình ngày hôm nay. Đây là một phần thưởng vinh dự hiếm có. Và xin nhận được giải thưởng trị giá là 2 triệu đồng của chúng tôi. Cảm ơn thầy. Chúc mừng bạn. Cuối cùng, Đăng Quân đã giành được chiến thắng với giá trị giải thưởng trị giá 4 triệu đồng. Tôi mong rằng là mặc dù kết thúc lớp học của tôi, nhưng hai em vẫn tiếp tục sự nghiệp đèn sách của mình để phát huy vốn kiến thức chúng ta đang có. Dạ. Kính thưa quý vị, như vậy chương trình của chúng ta Gieo Vần Đoán Ý phát sóng vào lúc 19:15 mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 xin được khép lại tại đây. Và hy vọng những câu thành ngữ, ca dao, tục ngữ và cả những kiến thức về Hà Nội đã làm cho buổi tối của chúng ta trở nên phong phú hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Một lần nữa, Quỳnh Lý cùng với Đăng Quân và Nguyên Khang mới chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.